Nè, biết gì chưa? Hôm nay không biết thời tiết của trời là nắng hay là mưa. Nè, nè nè biết gì chưa? Cứ sao ngào cái dậy sao tôi ngủ thêm được nữa. Chuyện ông tám, chuyện bà tám, chuyện vừa xong, chuyện hôm qua. Tôi đâu có đảm bảo rằng chuyện tôi vừa kể là đúng nha. Nhưng mà tôi phải nói ra nếu không xảy ra chuyện lớn. Ê con này đẹp, con này xinh, chuyện anh kia muốn tỏ tình. Khu chung cư nhỏ nhỏ xinh xinh nó lắm chuyện bất thình lình. Bà tám thì dễ tính, ông tám quá thông minh. Lời xong quá văn mình có điều hơi đau đầu nhức óc. Hình như cái chuyện mới xảy ra, tại sao cô bé kia ngồi khóc. Ây da, nè nè biết gì chưa? Có chuyện gì vậy hả? Nè nè biết gì chưa? Chứ có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa? Thôi đang ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải giảng vừa. Ok. Ông Hậu. Ừ. Ông tỉnh rồi hả? Ủa bà. Ôi bà ngồi đi, tôi lấy nước cho. Trời ơi, tôi tưởng tối hôm qua ông xỉn, ông dậy không nổi chứ. Ừ, xỉn làm sao được, uống thì có nhiều. Nhưng bây giờ khát nước. Từ nãy giờ uống 3 cốc nước chanh. Công nhận nghe, cái tiệc chia tay của Út Huyền hồi tối hôm qua vui quá hả ông hả? À. Trời đất ơi, nhưng mà nói nhắc tới cái vụ này là tôi tức ông Lý Sự à. Hồi nãy đi ngang thấy gục lên gục xuống kìa. Ta nói có người gì mà ham ăn ham nhậu à. Ờ thì vui thì người uống chứ có sao được, nước cam của bà này. Vui cái gì? Vui thì cũng phải biết kiểm soát, control lại. Chứ ai đời mà lầy lội như ổng vậy? Thì người ta uống vào thì xong rồi nó phê phê rồi thì nhiều khi nó xảy ra chuyện này chuyện nọ thì mình cũng phải thông cảm. Thông cảm cái gì, tôi nói cho ông biết nha. Ai ổng cũng ôm hết trơn á. Già trẻ bé lớn gì ổng cũng ôm hết. Mà ông thấy ông con Mộng Phát ổng cũng không tha nữa. Mộng Phát nó cao hơn ổng đó. Mà ổng đứng ổng dối vậy nè. Ổng dối cái mỏ ổng hung cho bằng được à. Còn Na Bích nữa, cái mặt con người ta hả, vì da đồ mịn màng nõn nà như vậy đó. Ổng hung, ổng lấy cái bộ râu ổng cà tới cà lui, ổng mài riết mà cái mặt đỏ như uống rượu vậy. Được rồi, vụ này bà cứ để tôi giải quyết. Nè nè biết gì chưa, chứ có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa, thôi đang ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa, tôi cũng đâu phải giảng vừa. Ok. Huyền nó gần đi rồi ông. Chỉ còn có vài tiếng nữa thôi là nó xa tôi với ông rồi đó. Sao trong lòng tôi cảm giác nó buồn buồn sao á? Thì tôi cũng giống như bà. Thế nhưng mà bây giờ mình phải xác định cho nó rõ ràng. Hiểu không? Mình bây giờ là người lớn. Mình động viên nó thì mình đừng có khóc lóc. Mình bịn dịn thì nó đi làm sao được. Đấy, mà bà biết không? Tôi để có được cái chuyến đi của nó thế này này, tôi cũng phải muối mặt thì tôi xin lỗi cả cái thằng cha tính ấy đấy, thì nó mới có cái chuyến đi này đấy. Tôi biết rồi. Ông nghĩ đi, Út Huyền nó sống với mình bao nhiêu năm rồi, tôi mến tay mến chân với nó, tôi xem nó như là cháu ruột của tôi vậy đó. Tôi chịu không có nổi. Ôi, tôi xin bà đừng có khóc nữa, tí nữa nó ra bây giờ đây này. Cười lên, khổ quá, đã bảo động viên. Đấy, nó ra đấy. Dạ, à. Con chào cô chú. Ừ, chuẩn bị hết rồi hả? Dạ. Trời đất ơi, con đi mà sao con ăn mặc gì kỳ cục vậy con? Trời ơi cô, ai nói mấy bữa nay con mặc đồ đẹp, ai khen đẹp thì khen chứ con thấy con ngứa ngái, con khó chịu lắm cô. Tối ngày con canh không ai nhìn, con vô con gãi hoài luôn á. Với lại bây giờ nè, lên máy bay mình ngồi lâu mà, cho nên mình con lựa bộ đồ nào mặc cho nó thoải mái. Thôi mặc thế nào cũng được. Thế nhưng mà mình ra ngoài chỗ đông người hả? Mình phải biết đối nhân xử thế, mình phải lễ phép hả? Mình phải ăn nói cho nó đàng hoàng vào, nghe chưa? Huyền, con đi mạnh giỏi cô. Đi mạnh giỏi nha Huyền. Dạ. Ừ. Con cảm ơn cô chú. Ừ. Cô chú ở lại cũng giữ gìn sức khỏe nha. Con sẽ gọi về thường xuyên. Bây giờ mình được đi nước ngoài, mình phải sung sướng, mình phải cười lên chứ khóc làm cái gì. Nhưng mà chia tay bịn diện cứ như là không bao giờ gặp nhau nữa. Cười đi con, cười. Cười đi, hai cô cháu mình cười. Đi mạnh giỏi rồi con. Đi nhá. Đi không biết. Đi không biết. Đi luôn.
rồi, bỏ tay để cho nó đi. Con đi đi Út Huyền ơi. Thôi thôi thôi. Theo người ta đi mà cứ nắm tay người ta hoài. Đấy, đi chưa, đi chưa. Bắt tay, 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 tay. Rồi Út Huyền ơi. Đi đi con, đi đi con. Út Huyền ơi. Đừng đi Út Huyền ơi. Ôi. Có gì đang nói cả. Nè nè biết gì chưa, hơi đang ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa, tôi cũng đâu phải giảng vừa, ok. Chị ơi, em lo quá à. Kể từ ngày con Út Huyền đi á, một tuần nay rồi, em không có tin tức gì của nó hết á. Trời đất ơi, em coi nè. Dạ. Ngày nào chị cũng nhắn tin cho nó hết trơn á, mà nhắn quá trời nhắn, em thấy không? Nó có thèm trả lời chị đâu. Phải chi hả, nó ở Việt Nam đi, rồi hả mình chạy tới đó mình hỏi thăm nó cũng đỡ. Con này ở nước ngoài không biết sao liên lạc luôn á. Chị. Gì? Có khi nào con Út Huyền nó bị bắt rồi bị bán qua biên giới lấy nội tạng không? Trời đất ơi, coi kìa, coi kìa. Dạ. Ăn nói gì mà bậy bạ vậy? Gỡ không à? Có đâu? Tại vì em thấy từ trước giờ phụ nữ mà bị bắt á là toàn bán qua biên giới không à. Thôi đi em ơi, làm cái vụ đó. Chị có một cái thắc mắc gì nè. Gì kìa? Em có nhớ cha Tính đại gia không? Nhớ. Từ cái lúc mà con Út Huyền nó đi á. Dạ. Ổng không còn lui tới cái quán cà phê chém gió cà phê nữa. Vậy là đúng rồi. Thằng cha Tính này có liên quan tới vụ án này. Sao vậy? Tại vì từ khi mà con Út Huyền mất tích á, không thấy con trả nữa. Trời đất ơi em ơi. Thì đúng rồi, tại vì á, ông Tính không tới quán cà phê chém gió là vì Út Huyền. Mà giờ Út Huyền nó đi rồi, ổng không tới là chuyện bình thường mà. Không phải đâu. Mà đặc biệt á là trả mất tích cùng thời điểm với con Út Huyền mà mất tích khỏi chung cư luôn chứ. Không được, em phải báo công an. Ừ, báo công an chuyện gì? Chuyện ông Tính bắt con Út Huyền. Trời đất ơi, hồi nãy tới giờ em chỉ ngồi đây là mình mới đưa ra giả thuyết thôi hả? À. Em chắc chắn như vậy? Không phải trả là không còn ai khác nữa đó. Em hay của em có chứng cứ không? Dạ không. Từ đó, hay dễ sợ hay, rồi báo công an đi nha. Rồi xong người ta kiện ngược lại mình cái tội vu khống đó. Ờ hả? Nè nè biết gì chưa, chứ có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa, hơi đang ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa, tôi cũng đâu phải giảm vừa, ok. Này, có cái chuyện gì mà buồn thế? À trời, có gì đâu buồn anh ơi. Tự nhiên đôi khi em ngồi một mình á, cái em suy nghĩ cái cuộc sống của em anh. Ví dụ như sáng sớm mở mắt ra giam mình trong bốn bức tượng công ty, cái đêm về cái giam mình trong bốn bức tường của nhà, em cảm thấy nó bức bối, nó chật chội. Vậy em muốn mình có một cái gì đó thay đổi. Ừ. Mình phải làm một cái gì đó nó bùng nổ, nó khác biệt. Bởi vì anh thấy mỗi người mỗi số không? Đúng. Nhìn Út Huyền á, em cứ tưởng nó là ô xin mãi mãi suốt đời luôn á, tự nhiên đùng một cái nha, cái quen người nước ngoài, cái giờ đi học, mai mốt cái về Việt Nam lập nghiệp, xuống dễ sợ luôn á. Thôi thôi, đừng có đứng núi này trông núi nọ. Phải bằng lòng với những gì mình đang có. Đấy là phương châm sống đấy. Rồi rồi, ngày nào em cũng nghe anh câu ca cái câu đó hoài, mệt quá. Thì đó, thế như thế thì cho nó đỡ mệt cái đầu. Anh Tư ơi, anh Tư. Ừ? Ủa, quay mộng phát này nữa hả? Ờ. Sao, có chuyện gì đấy? Hai người biết gì chưa? Cái gì? Cái gì? Hai người nhìn ai nè. Hả? Anh Tư. Em Út Huyền à? Ờ, Út Huyền hả? Ơ kìa. Sao vậy? Sao? Chưa ngồi đây. Hả? Sao mặt mũi lại thế này? Hả? Mày cái gì? Chưa. Sao? Ủa, đúng. Chào chị ba. Sao? Rồi đây nè. Đây. Trời đất ơi. Anh có gì chứ? Rồi, có sao em không? Em đói quá. Đói. Có cái gì hả? Có cái gì cho nó ăn không? Rồi, lấy bánh mì chút. Nhanh, anh Tư. Trời ơi, chết rồi. Em có bị gì không hả? Sao ra nông nổi vậy hả? Anh Hậu ơi, nhanh anh Hậu ơi. Đây. Ôi, nó khóc mà nó cười vậy. Này, bánh mì đây, ăn đi. Ôi, khổ quá. Từ từ, để mắc nghẹn. Từ thôi, nó mắc nghẹn. Rồi, nước vô. Nè. Làm sao mà lại đến cái nông nỗi này hả con? Trời, đâu cắn đi con, cắn nữa đi con. Cho nó thở đi. Con gặp phải một thằng đàn ông khốn nạn. Chết cha. Cái thằng nó làm gì em hả? Nó lừa hết tiền của em.
Ờ. Nó bán em cho bọn buôn người. Chết. À. Chú biết đâu không? Nó bán con vô cái nhà đó đó. Ừ. Giống như cái nhà đó muốn dàn dựng một cái lễ cưới mà gả con cho hai anh em một lượt luôn. Ừ. À, nhốt con vô một cái phòng có bốn bức tường. À. Con nhìn qua con nhìn lại. Con sợ lắm, con sợ, con nhớ chú, nhớ cô Thơ, nhớ mọi người quá. À. Cái con mới nghĩ ra, con giả bộ con đi vệ sinh. Ừ. Con đi vô trong toilet á. Thế con thấy ở trên nó có cái cửa gió chú. Ừ. Ờ. Con chui ra. Con nhảy xuống, con chạy, con chạy. Không cần biết cái gì hết. Mai làm sao con chạy ra tới đường. Con có gặp một cái người kia, người ta tốt, người ta cho con quá vàng á. Rồi con phải vượt đèo lội suối, đủ thứ quá trời, một hành trình. Mà con nói thiệt là nói cho con chưa bao giờ tưởng tượng được hết. Con cứ sợ là con chết dọc đường, không có về gặp cô chú. Không có lấy gỡ. Trời ơi. Tới đây là phải rồi con ơi. Ăn đi. Nước đi. Dạ. Ôi trời ơi. Nè, trời ơi chết rồi. Ngon quá. Anh thấy chưa? Ừ. Chị Hoàng Thơ đâu rồi? Ờ thì đi đâu tôi có biết đâu. Em muốn gặp chị ngay bây giờ nè. Đi làm cái gì? Anh nhớ cái bữa tiễn cháu đi không? Thì làm sao? Em nhìn cái mặt thằng kia là em nghi rồi. Con mắt này nè anh, thiên lý nhãn nè. Em mượn rượu thôi chứ cỡ nào em xỉn. Em quậy nó mà bả nhào vô nó. Cháu có cơ hội đi nước ngoài. Nó đi, thôi, ông thôi, ghen thôi, hả? Thôi, bây giờ không nói chuyện nữa. Đúng rồi, chuyện qua rồi. Con cứ ăn bánh mì đi. Ừ. Rồi vào trong nhà tắm rửa cho nó sạch sẽ, nghỉ ngơi. Thôi, chuyện nó cũng qua rồi. À, về đến đây được là may mắn rồi. Từ mai trở đi cứ làm việc tiếp tục ở cà phê chém gió với chú nghe chưa? Thiệt hả chú? Thế còn thiệt cái gì nữa? Chú không có trách hờn gì con hết hả chú? Trách gì? Tao phải chia sẻ với mày còn chẳng xong nữa, trách gì mày hả? Con cảm ơn chú nhiều lắm. Ừ. Con hứa cái gì sau này con cũng sẽ nghe lời chú hết. Ôi cứ nhẹ dạ cả tin thế này thì suốt đời bị lừa thôi con ơi. Gì chưa? Hôm nay không biết thời tiết của trời là nắng hay là mưa. Nè, ông Tám quá thông minh, lời sống quá văn mình, có điều hơi đau đầu nhất óc. Hình như cái chuyện mới xảy ra, tại sao cô bé kia ngồi khóc? Ây da, nè nè biết gì chưa? Có chuyện gì vậy hả? Nè nè biết gì chưa? Chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa? Hơi đang ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải giảm vừa. Ok.